Tuần này mình sẽ kiểm tra 15 phút nha các em. Vậy bây giờ có hai thời điểm có thể kiểm tra, cô cho các em lựa chọn ha. Thời điểm thứ nhất là trong cái tiết tự học tiếp theo của các em nè, là vào sáng thứ năm. Hoặc là cuối tuần, thời điểm thứ hai là cuối tuần thứ bảy hoặc là chủ nhật. Các loại chúng ta chọn thời điểm nào? Lớp trưởng ơi. Dạ căn đi cô. Theo theo Đạt thì Đạt sẽ chọn thời điểm nào nhỉ? Kiểm tra trong tuần, trong cái tiết tự học luôn hay là vào tuần? Tiết tự học đi cô. Vậy là vào tiết tự học đúng không? Dạ. Rồi, vậy lớp ơi. Và Đạt nhá, Đạt nghe rồi nhắn trong group lớp giùm cô nhé. Rồi. Hoàng Khánh có nhắn ở trên cái ô chat là file bài 11 mất rồi ấy hả? Ủa sao mất được nhỉ? Các bạn còn lại kiểm tra giùm cô xem có mất giống như Khánh không? Khánh có chụp cái hình lên kìa. Đúng rồi cô ơi, con lúc mà con vào nó cũng bị mất á cô. Bài 9, bài 8, bài 9 luôn á cô. Mất bài 8, bài 9, 1 luôn á cô. Mất hết luôn á hả? Dạ. Ok vậy ta. Rồi để lát nữa cô kiểm tra lại xem ha. Bên của cô là nó vẫn hiện lên bình thường đó. Rồi vài lớp nè. Nhớ nè, sáng thứ 5 ha. Tiết đầu tiên thì các em sẽ vô để học cái tiết tự học. Và cái nội dung tự học là cô gửi là ở bài 12 nhá. Tuần thứ bảy đó cả lớp, tuần này là tuần thứ bảy nhá. Lớp chúng ta để ý cái tiêu đề á, là tuần bao nhiêu và tuần chúng ta đang học bây giờ là tuần thứ bảy nè, là các em sẽ vô cái file bài 12 để chúng ta học. Và đồng thời cô sẽ gửi thêm một cái đường link để chúng ta làm bài kiểm tra nha, và kiểm tra 15 phút đó. Và các em về nhà các em sẽ học các bài sau. Bài thứ nhất là bài số 5. Bài số 5 các em chỉ học phần 2 lớn thôi, mình không học phần 1 lớn nha. Rồi, bài thứ hai là bài số 6. Đó, lớp mình nghe rõ chưa nhỉ? Đạt ơi, Đạt nghe rõ không em? Dạ, cô nhắc lại cô con mới bị. Rồi, nội dung thi kiểm tra 15 phút của chúng ta sẽ là bài số 5, phần 2 lớn. Bài 5 phần 2 lớn ha. Rồi và bài số 6. Cô ơi, Cô nghe. cô có gửi một cái like bài 6 rồi, nhưng mà hôm bữa là cô kêu là không chép bài 6 đúng không cô? Bài 6 là vẫn học bình thường nha em. Chỉ có bài 5 á, là cái phần 1 lớn không học thôi. Ý là vẫn học nhưng mà không có chép bài nữa đúng không cô? Cô không yêu cầu chép bài đâu. Chúng ta học làm sao để chúng ta hiểu là được rồi. Dạ Hoặc cảm là ơn cô. chúng ta có thể in cái file nội dung bài tập ra, bài học ra, hoặc là chúng ta có thể là gạch trong sách giáo khoa cũng được. Miễn làm sao là chúng ta hiểu bài và chúng ta áp dụng vào để chúng ta làm bài tập được. Như vậy là cô nhắc lại lần nữa nè, kiểm tra 15 phút là sẽ vào diễn ra cái tiết tự học vào sáng thứ năm. Tiết 1 ha. Rồi, nội dung kiểm tra 15 phút là bài số 5. Phần 2 lớn và bài số 6. Đó, cả bài số 6 ha. Còn riêng bài số 5 là chỉ học phần 2 lớn thôi. Và kiểm tra 15 phút, hình thức là trắc nghiệm nha cả lớp. Đó, như vậy là Đạt ơi, nhắn tên group lớp lại một lần nữa cho cô để các bạn nhớ nha. Rồi, đúng giờ là chúng ta vào á, là cài đặt giờ để chúng ta thi đó. Là 7 giờ các em vô học chẳng hạn ha. Thì khoảng 7 giờ 15, 7 giờ 20 chúng ta sẽ thi nha. Đó. Và chúng ta nhớ là nếu như bạn nào vào trễ sau 7 giờ 20 chẳng hạn thì các em sẽ không có đủ thời gian để thi, bởi vì cô chỉ cài khoảng 20 phút thôi. Vậy ví dụ như 7 giờ 15 cô cài bắt đầu thi thì còn 20 phút sau là chúng ta phải làm xong cái bài đó nha. Do đó là trễ nhất là 7 giờ 15 là các em phải đăng nhập vào rồi. Được không? Cô ơi cô, Cô nghe. cái này là 100% trắc nghiệm đúng không cô?
Đúng rồi, mình khoảng 20 câu thôi, 20 câu trắc nghiệm thôi. Rồi, như vậy là cô dặn dò xong về phần kiểm tra ha. Bây giờ chúng ta sẽ nói lại một số cái nội dung trong cái phần từ học ở các tuần trước nè. Về cái bài ở bài số 9 ha, tác động của ngoại lực, thì lớp chúng ta cùng quan sát lại một số cái yếu tố ha. Cô chỉ nói nhấn mạnh ở những phần khó thôi nha cả lớp, còn những cái phần như khái niệm á, với lại nguyên nhân thì chúng ta đã xem kỹ rồi ha. Cô sẽ không nói kỹ lại cái phần này nữa. Đó, chúng ta có thể nhìn lại ở trên màn hình nè để thấy rõ được là khái niệm, nguyên nhân cũng như là các cái tác nhân của ngoại lực ha. Bạn nào có chỗ nào mà không hiểu thì các em có thể bật mic lên hoặc là nhắn tin trong ô chat cho cô ha, để cô nói kỹ hơn ở phần đó. Về cả cái quá trình ngoại lực thì chúng ta sẽ tìm hiểu về bốn quá trình. Một là quá trình phong hỏa ha, hai là bóc nhòn, ba là vận chuyển và bốn là bồi tụ. Bây giờ mình sẽ đi vào cái quá trình đầu tiên ha. Từng quá trình thì chúng ta sẽ tìm hiểu về ba cái nội dung: khái niệm, nguyên nhân và kết quả. Đầu tiên là quá trình phong hỏa nè, thì chúng ta quan sát về cái khái niệm ha. Và cái cường độ phong hỏa thì các em để ý là nó xảy ra mạnh nhất ở trên bề mặt trái đất chúng ta. Và quá trình phong hỏa thì gồm có 3 quá trình: lý học, hóa học và sinh học. Như vậy là có một câu hỏi đặt ra ở đây, đó là vì sao quá trình phong hỏa lại xảy ra mạnh nhất ở trên bề mặt trái đất? Cường độ phong hỏa xảy ra mạnh nhất trên bề mặt trái đất là lý do vì sao? Hiện tại là có thể 44 bạn tham dự rồi nè. Như vậy là lớp mình không vắng phải không? Bạn nào vừa vào sau đó nhỉ? Bạn nào vừa vào sau đó bảo dùm cô ha, có thể nhắn trong cái chat nha. Bây giờ cô sẽ gọi một bạn trả lời câu hỏi nè. Theo các em vì sao cường độ phong hỏa lại xảy ra mạnh nhất ở trên bề mặt trái đất ha? Cô mời Nam Phương nào. Dạ thưa cô, là do bề mặt trái đất là nơi tiếp xúc với bầu khí quyển, thủy quyển và sinh quyển, nơi diễn ra các hiện tượng thời tiết, khí hậu, có các dòng chảy, sông ngòi, sóng biển và là nơi sinh sống của sinh vật. Ừ, đúng rồi, chính xác á. Lớp chúng ta nghe bạn Nam Phương nói rất là rõ đúng nhờ. Như vậy là chúng ta có thể nói một cách ngắn gọn, bề mặt trái đất chúng ta là nơi chịu tác động trực tiếp của các yếu tố ngoại lực. Đó là nơi chịu tác động của nắng, mưa, gió, bão, tác động của con người. Cho nên là phong hỏa nó sẽ diễn ra mạnh nhất ở trên bề mặt trái đất. Đó, nói một cách đơn giản như thế ha. Bề mặt trái đất là nơi chịu tác động trực tiếp của các yếu tố ngoại lực, như là nắng, mưa, gió, bão, tác động của con người đó. Đơn giản vậy thôi ha lớp ha. Rồi, tiếp tục nha. Vậy từng quá trình phong hỏa như thế nào thì lớp chúng ta cùng quan sát về khái niệm của phong hỏa lý học nè. Thì nhìn vào cái phần khái niệm này chúng ta sẽ thấy rằng là phong hỏa lý học nó chỉ phá vỡ hình dạng bên ngoài thôi. Đó, thành các khối vụn có kích thước to nhỏ khác nhau ha, tức là hình dạng bên ngoài nó bị phá vỡ, nhưng còn cái tính chất bên trong thì nó không thay đổi, màu sắc không thay đổi nè, thành phần khoáng vật hóa học không thay đổi nè. Đó ha. Rồi, và cái nguyên nhân là có nhiều nguyên nhân đấy cả lớp. Thứ nhất là sự thay đổi nhiệt độ. Thì cái chỗ này cô sẽ nói kỹ hơn một tí xíu nè. Sự thay đổi nhiệt độ đột ngột ha. Chúng ta quan sát hai cái hình ảnh ở đây nè. Các em sẽ thấy rằng là các lớp đất đá bên ngoài nó sẽ bị phì vã vỡ đầu tiên. Đó, một cái khối đá như thế này mà bên ngoài nó bị vã vỡ nè. Bên trong thì nó chưa vỡ. Đó, cứ theo lần lượt theo thời gian như vậy thì cuối cùng các lớp đất đá này nó sẽ bị vỡ ra. Và cái nguyên nhân ở đây là do sự thay đổi nhiệt độ. Khi mà nhiệt độ tăng cao, lớp nghe kỹ chỗ này nha, khi nhiệt độ tăng lên cao thì các lớp đất đá bên ngoài sẽ giãn nở ra, nó nở ra, cả lớp nhiệt độ tăng căng á, nó nở ra. Rồi còn khi nhiệt độ hạ thấp xuống thì nó sẽ co lại. Đó, nhiệt độ tăng là nở ra, nhiệt độ hạ thấp xuống là co lại. Cái này chúng ta thấy rất là rõ trong đời sống hàng ngày của chúng ta này.
Rồi và cứ tiếp tục như thế thì các lớp đất đá bên ngoài này cứ giãn ra rồi lại co lại, rồi giãn ra lại co lại, và cuối cùng nó sẽ không chịu nổi được nữa và nó sẽ vỡ ra. Đó, như vậy là nhiệt độ ảnh hưởng tới từ tốc độ giãn nở của các lớp đất đá khác nhau. Vì vậy lớp bên ngoài là chịu tác động đầu tiên, do nó sẽ vỡ đầu tiên. Đó là nguyên nhân thay đổi đột ngột của nhiệt độ các lớp. À, đặc biệt là các vùng hoang mạc các lớp. À, ở các vùng hoang mạc ban ngày nhiệt độ rất là cao, còn ban đêm thì nhiệt độ rất là thấp. Như vậy là sự thay đổi nhiệt độ các vùng hoang mạc là sự thay đổi nhiệt độ giữa ngày và đêm luôn. Vì vậy phong hỏa lý học xảy ra rất là mạnh ở các vùng hoang mạc. À, rồi còn cái nguyên nhân thứ hai đó là sự đóng băng của nước. Thì có bạn nào trong lớp chúng ta đã bỏ một chai nước lành vào trong tủ đá chứ nhỉ? Vào ngăn đông của đá đó. Các em thấy điều gì xảy ra khi chúng ta bỏ một chai nước vào? À, nó đông đặc lại và An quan sát cái hình dạng của cái chai thì An thấy điều gì? À, nó bình thường hả? À, nó cứng hơn. Ừ. Rồi, như vậy nè, bạn An nói cũng chính xác rồi đó cả lớp. Bây giờ các em để vào cái chai nước. Cái chai này của cô nó hơi cứng ha. Còn các em cầm một cái chai mềm mềm á. Các em bỏ nửa chai nước thì chúng ta sẽ thấy ít thấy từ tác động. À, nhưng mà chúng ta bỏ một cái chai nước mà đầy đầy luôn á, đầy kín luôn á ha, thì các em bỏ vào ngăn đá. À, một thời gian ngắn sau thì cái chai nước của chúng ta sẽ đông đá lại. Và khi đó các em sờ cái chai, các em sẽ thấy rằng là cái chai nó phình to ra hơn. Đó, cái chai mà mềm mà là các em nhìn thấy rất là rõ luôn, nó phình ra. Đó. À, bởi vì nước nó đã chuyển từ trạng thái lỏng sang trạng thái rắn. Mà chúng ta biết được rằng là thể tích của nước ở trạng thái rắn nó lớn hơn thể tích của nước ở trạng thái lỏng. Đó, vì vậy khi chuyển sang trạng thái rắn thì thể tích tăng lên, cho nên nó làm cho cái chai của chúng ta là phình ra. Đó thì cũng tương tự như thế. À, nước chuyển từ trạng thái lỏng sang trạng thái rắn ở trong các cái khe đá cũng vậy. À, thì nó làm tăng thể tích lên thì cái khe đá nó cũng to ra. À, và cứ theo thời gian như thế thì cuối cùng cái khe đá nó sẽ bị vỡ. Đó, như vậy là cái sự đóng băng của nước ở đây nó sẽ xảy ra mạnh ở các quốc gia ở vùng cực có nước chuyển từ trạng thái lỏng ở mùa xuân mùa hè sang trạng thái rắn ở mùa đông. Đó. À, chúng ta nhớ ở chỗ này, căn bản nguyên nhân đơn giản ở đây đó chính là thể tích của nước chuyển từ trạng thái lỏng sang trạng thái rắn thì nó lớn hơn. Vì vậy nó làm cả khe nứt lớn lên và nó theo thời gian nó sẽ vỡ ra. Đó là nguyên nhân thứ hai ha. À, cái nguyên nhân thứ ba đó là sự kết tinh của muối. Thì nó cũng tương tự như sự đóng băng của nước thôi. Nó cũng chuyển từ trạng thái lỏng sang trạng thái thái rắn. À, và một cái nguyên nhân nữa đó chính là trong muối thì chúng ta biết là có cái đồ bào mòn, đồ axit đó, nó ăn mòn ha. À, nó cũng thay đổi các dạng địa hình. À, và một cái nguyên nhân nữa đó là tác động của con người chúng ta. Thì cái này chúng ta thấy rất là rõ nè. Đó. Nó sẽ làm phá vỡ các dạng địa hình. Như ở hình ảnh ở trên màn hình các em đang xem ha. Ừ. Như vậy là có rất là nhiều nguyên nhân gây ra. Cuối cùng, kết quả làm cho đá bị rạn nứt, bị vỡ thành các mảnh khác nhau. Đó. À, ở đây xuất hiện một câu hỏi. Vì sao phong hỏa lý học lại xảy ra mạnh ở miền khí hậu khô, nóng và miền khí hậu lạnh? À, chúng ta liên tưởng tới... cả cái nguyên nhân mà chúng ta đã phân tích ở trên để chúng ta trả lời câu hỏi này nè. Theo các em, tại sao phong hỏa lý học lại xảy ra mạnh ở vùng khí hậu nóng và miền khí hậu lạnh? Rồi, cô mời bạn Đức Hải nào. Theo Đức Hải thì tại sao nhỉ em? Dạ, con đây cô. Ừ, rồi, theo Đức Hải thì vì sao? Phong hoa lý học. À, theo con. Con không biết nữa cô. À, Đức Hải không biết hả? Hồi nãy giờ Đức Hải có nghe mình lớp mình phân tích ở cái phần nguyên nhân không nhỉ? Con không hiểu nữa cô. À, Hải không hiểu chỗ nào? À, cái nguyên nhân đó cô.
ở chỗ nguyên nhân đó. À, cái nguyên nhân là có mấy nguyên nhân nhỉ? Hãy xem lại xem có mấy nguyên nhân gây đau phong hỏa lý học. Dạ để con coi. À, nguyên nhân thứ nhất là sự thay đổi nhiệt độ, đúng không? Nguyên nhân thứ hai là sự đóng băng của nước. Nguyên nhân thứ ba là sự kết tinh của muỗi. Và nguyên nhân thứ tư là tác động của con người. Đó, cô nhắc chắc Hải nhớ luôn rồi ha. Dạ, rồi bây giờ ở nguyên nhân nào Hải không hiểu nhỉ? Nguyên nhân tác động con người là con hiểu nè. Ừ. À, của muỗi thì chắc là nó ăn mòn. Rồi, muỗi nó ăn mòn. Rồi, và một cái nữa là đông đặc đó Hải. Nó chuyển từ trạng thái lỏng sang trạng thái rắn đó. À dạ. Ừ. Cái đó là do nhiệt độ ấy đúng không cô? Nó bay hơi, nó kết tù lại đó. Ban đầu là nước biển đúng không? À, sau đó nó kết tinh lại thì trạng thái rắn. Phải rắn so với trạng thái lỏng thì thể tích nó đã tăng lên. Dạ. Còn cái nguyên nhân đúng không? Nữa... Ừ, thể tích tăng lên thì nó sẽ làm vỡ. Một cái nguyên nhân nữa là nhiệt độ. Nhiệt độ. Ừ. Hãy thấy là nếu như nhiệt độ nắng tăng lên á, nhiệt độ tăng ra thì cả cái lớp đất đá nó sẽ nở hay là nó sẽ co? Dạ theo con là nở. À đúng rồi. À khi nhiệt độ cao thì nó nở ra, còn khi nhiệt độ thấp thì nó sẽ co lại. À co lại, đó như cứ nở ra rồi co lại, nở ra rồi co lại thì cuối cùng lớp bên ngoài nó có chịu được cái sự giãn nở đó hay không? Dạ không. À, và cuối cùng nó sẽ bị phong hóa lý học hả cô? Đúng rồi, bị nứt. nó bị vỡ. Dạ. Đó, con người chúng ta cũng thế đúng không? Con nhà người chúng ta mà chênh lệch nhiệt độ đột ngột như thế thì chúng ta cũng sẽ bị bệnh đó. Thì ở đây các lớp đất đá cũng thế thôi. Đó, như vậy bây giờ Hải đã hiểu rõ chưa nhỉ? Dạ rồi cô. Ừ, rồi lớp chúng ta hiểu rõ chưa? Cô phân tích, cô với Hải phân tích thêm một lần nữa ha. Để chúng ta hiểu rõ hơn về các nguyên nhân đó. Rồi, vậy bây giờ cô mời Quốc Anh nè. Thay Quốc Anh thì vì sao nhỉ Quốc Anh? Câu hỏi trả lời này mình trả lời như thế nào nhỉ? Cô là vì ở mấy cái chỗ, vì ở miền khí hậu khô nóng á, thì sẽ có sự thay đổi nhiệt tương đối là đột ngột cô. Nên là ở đây á, là phong hóa lý học nó sẽ diễn ra mạnh mẽ hơn. Dạ còn ở nơi khí hậu lạnh thì thường có là sự đóng băng của nước. Và khi đóng băng á, thì thể tích của nước sẽ tăng lên. Làm dạng đi các khe nước đó cô. Xong khi khe nước xong rồi khi mà tan băng thì khe nước nó sẽ hẹp lại. Thì lúc này là tạo sai cô. À, khi tan băng thì khe nước làm sao nó hẹp được? Nó đã nở ra rồi mà làm sao nó hẹp lại được nữa? À tạo ra sự nứt vỡ cô. Đúng rồi đó. Rồi cô cảm ơn bạn Quốc Anh ha. Là chúng ta nghe bạn Quốc Anh nói rất là rõ đúng nhờ. À, ở miền khí hậu nóng á, đặc biệt là các vùng hoang mạc á, là nguyên nhân là do sự chênh lệch nhiệt độ đột ngột đó, thay đổi nhiệt độ đột ngột. Đó, cho nên là làm các lớp đất đá sẽ bị nứt vỡ rất là nhanh. Còn miền khí hậu lành là nguyên nhân là do sự đóng băng của nước. Và bạn cũng nói rất là rõ là nước chuyển từ trạng thái lỏng sang trạng thái đóng băng là rắn đó, thì thể tích của nước là tăng lên. Vậy khi thể tích tăng lên thì khe nứt trong các lớp đất đá cũng sẽ nở ra, đúng không? Rồi, đó là mùa đông nha. Còn khi mà mùa hè tới thì nước chuyển sang trạng thái lỏng, thì khi đó là khe nứt nó không thể nào mà co lại được, đúng không? Nó đã nở ra rồi đó. Vậy tiếp tục nước ở bên ngoài nó sẽ tràn vào để lấp đầy cái khe nứt đó. Rồi tới mùa đông đóng băng nó lại bắt đầu là tăng lên. Cứ theo thời gian như vậy khe nứt càng ngày càng lớn dần lên và cuối cùng nó sẽ vỡ. Đó, chứ chúng ta không nói rằng là nước chuyển sang trạng thái lỏng thì khe nứt nó sẽ co lại được nha. Đó, nó cứ tăng theo thời gian như vậy cuối cùng nó mới vỡ ra. Đó, như vậy là lỡ chúng ta đã hiểu được ở cái câu hỏi này chưa nhỉ? Bạn nào chưa hiểu thì chúng ta cứ nhắn trong ô chat hoặc là giơ tay lên ha để chúng ta nói kỹ hơn. Đó, đây là một câu hỏi rất là hay. Câu hỏi này nó cũng nằm trong sách giáo khoa của chúng ta luôn nha. Mình cần hiểu rõ một số cái câu như thế này để chúng ta vận dụng vào chúng ta giải thích trong thực tế ha.
2 là quá trình phong hóa hóa học nè. Thì là chúng ta cùng quan sát về khái niệm và nguyên nhân ha. Thì trong phong hóa lý học hóa học này nó khác hoàn toàn với phong hóa lý học các cả lớp. Phong hóa hóa học nó sẽ thay đổi thành phần tính chất hóa học ha. Thay đổi tính chất bên trong. Đó. Rồi về cái nguyên nhân thì chúng ta đã nói về nguyên nhân, đó là do nước nè, các hợp chất hòa tan trong nước, khí carbonic, khí oxy và khí axit hữu cơ ha. Còn cái kết quả thì lớp chúng ta để ý ở đây, đó là tạo thành một cái dạng địa hình rất là đặc biệt, đó là địa hình Carter. Lớp chúng ta để ý nè, trong cái mô hình tạo thành địa hình Carter ha, nước sẽ len vào các khe nứt trong cả cái khối núi này và hòa tan cái khối núi này tạo thành các dạng địa hình đặc trưng, địa hình hang động, thạch nhũ của cả lớp. Chúng ta có thể để ý một số từ tiếng Anh ở đây nè. Đó. Và cái khối núi mà để tạo thành được dạng địa hình này, đó là khối núi đá vôi. Khối núi đá vôi nhé cả lớp. Vậy lớp thử nhớ và trả lời dùm cô xem là khối núi đá vôi nó có công thức hóa học là gì nhỉ? Bạn nào biết nào? Bạn nào biết có thể nói nào? Hoặc là nhắn trong ô bình luận nào? Khối núi đá vôi nó có công thức hóa học là gì? Cái này trong bộ môn hóa nè. Đó là CaO hay là nó CaOH 2 lần hay là CaCO3? Dạ CaCO3. Chính xác, nó là CaCO3 ha. Rồi, vậy nước sẽ hòa tan trong cái khối núi đá vôi CaCO3 đó. Vậy chúng ta thử viết phương trình hóa học nha. CaCO3 cộng với nước thì tạo ra cái gì? Dạ CaHCO3 2 Ngọc Linh là tạo thành cái gì nhỉ em? CaHCO3 2 lần. CaHCO3 2 lần. Rồi Minh Hưng thì tạo thành cái gì em? Dạ bạn nói chắc đúng rồi, nhưng mà con lại nghĩ là tạo ra H2CO3 với CaO. Rồi như vậy là cả hai bạn nói đúng rồi đó ha. Bạn Ngọc Linh thì nói rằng là CaHCO3 hai lần không, nhưng mà CaHCO3 hai lần là một cái chất nó không cực, nó không ổn định đúng không, nó dễ tan đó, nó dễ tan thì nó có thể tạo thành giống như là bạn Hưng nói ha. Như vậy là cái CaHCO3 hai lần là thạch nhũ của cả lớp. Đó. Và cái công thức hóa học mà chúng ta vừa nói CaCO3 kết hợp với nước tạo thành CaHCO3 hai lần á, nó là công thức để tạo thành cái dạng địa hình hang động, hay còn gọi là địa hình Carter ở các quốc gia trên thế giới nha, và Việt Nam chúng ta cũng có nha. Vậy bạn nào trong lớp chúng ta có thể kể tên một số dạng địa hình hang động đặc trưng của Việt Nam chúng ta nào? Nam Phương kể được không em? Dạ sao cô? Theo Nam Phương thì ở Việt Nam chúng ta có những cái dạng địa hình hang động nào đẹp nhỉ? Dạ con không biết nữa. Rồi con cảm ơn Phương ha. Có mời Ngọc Tâm nào. Dạ cô, là mấy cái hang động ở cái vùng núi đá vôi Vịnh Hạ Long với lại cái động Phong Nha. Đúng rồi, chính xác á. Rồi cảm ơn bạn ha. Như vậy là chúng ta thấy rằng là Việt Nam chúng ta có rất là nhiều nè. Chúng ta có thể quan sát nè. Đây, Vịnh Hạ Long ở Quảng Ninh ha. Rồi hoặc là hang Sơn Đòn ở Quảng Bình, trong cái hệ thống Phong Nha Kẻ Bàng ở Quảng Bình đó. Hoặc là ở Hoa Lư Tam Cốc Bích Đồng Ninh Bình nè. Cái này Hoa Lư Ninh Bình này người ta còn gọi là Vịnh Hạ Long trên cạn ha. Hoặc là cao nguyên đá Đồng Văn ở Hà Giang. Đây là các dạng địa hình Carter nổi tiếng ở Việt Nam chúng ta. Trong đó Phong Nha Kẻ Bàng và Vịnh Hạ Long là được UNESCO công nhận hai lần luôn á, là di sản thiên nhiên của thế giới luôn á cả lớp. Đây là kết quả của quá trình phong hóa hóa học mà nên ha. Đó.
Rồi còn sang cái thứ ba là phong hóa sinh học nè. Chúng ta quan sát về khái niệm nha. Rồi còn nguyên nhân. Như vậy là phong hóa sinh học tác động đó chính là do sự lớn lên của rễ cây, sự bài tiết của các loài sinh vật. Đó. Từ đó nó sẽ phá hủy các dạng bề mặt địa hình, cả về hình dạng bên ngoài lẫn tính chất bên trong nha cả lớp. Phá hủy cả mặt bên ngoài là về mặt cơ giới nè, bị vỡ ra ha, và tính chất bên trong cũng có sự thay đổi. Như vậy chúng ta có thể quan sát một số hình ảnh để chúng ta thấy rõ được sự lớn lên của rễ cây. Nó tác động rất là ghê gớm, rất là sâu sắc tới các dạng địa hình. À, từ đây là các em nhớ là bên bờ tường nhà mình là mình không trồng cây cổ thụ nha. Mình chỉ trồng một số cây cảnh nhỏ thôi. Nếu mình trồng cây cổ thụ ở bên bờ tường nhà mình á, thì sẽ có một khoảng thời gian nào đó bờ tường nhà mình chúng ta sẽ bị nứt rất là lớn. Bởi vì cái rễ cây nó lớn lên nè, nó sẽ làm to cả cái khe nứt ra đó. Rồi như vậy, từ học xong ba cái quá trình phong hóa thì chúng ta sẽ thấy được sự khác nhau. Lớp quan sát một tí xíu nữa về sự khác nhau nè. Phong hóa lý học phá hủy về hình dạng bên ngoài, không thay đổi tính chất bên trong nha. Còn phong hóa hóa học là thay đổi tính chất bên ở bên trong. Còn phong hóa sinh học là cả hai luôn, cả phá hủy hình dạng bên ngoài lẫn tính chất bên ở bên trong luôn. À, đây là cái sự khác nhau cơ bản giữa qua quá trình phong hóa. Cần nhớ cái này nha cả lớp. Này, sang quá trình tiếp theo ha. Quá trình phong hóa thì nó sẽ tạo thành cái sản phẩm cho các quá trình tiếp theo. Và quá trình thứ hai đó là quá trình bóc mòn. Thì chúng ta cùng xem khái niệm là gì này ha. Về cái hình thức và tác nhân thì lớp chúng ta cùng theo dõi nè. Hình thức tác nhân thứ nhất ha. Xâm lực do nước chảy, xâm thực do nước chảy tạo nên các cái dạng địa hình như là thung lũng sông nè, suối nè, khe rãnh. Trong đó thung lũng sông suối là dòng chảy thường xuyên, nó tồn tại thường xuyên đó cả lớp. Còn cả cái khe rãnh là dòng chảy tạm thời. Ví dụ như khi mùa mưa lũ tới thì nước sẽ chảy từ trên địa hình núi cao xuống, thì nó sẽ xói mòn tạo thành những cái khe rãnh như thế này. Nhưng mà mình phân biệt là dòng chảy thường xuyên và dòng chảy tạm thời, nó sẽ tạo thành địa hình khác nhau nha. Thứ hai đó là thổi mòn và khoét mòn do gió. Thì chúng ta có thể thấy như thế này, các dạng địa hình tạo thành ha. Các lớp cùng quan sát cái địa hình hình nấm nè, đã xuất hình nấm. Vậy câu hỏi các lớp ha, có bạn nào thắc mắc là tại sao ở trong cái đã xuất hình nấm này phía bên dưới nó lại bị khoét mòn nhiều hơn như thế này không? Và bên trên lại bị khoét mòn ít? Đó, các bạn nhìn các bạn có thắc mắc như thế không? Bạn nào có thể trả lời được cái câu hỏi thắc mắc của cô nhỉ? Tại sao cái khối đá nó không bị bào mòn giống nhau mà bên dưới nó lại bị khoét mòn nhiều hơn bên trên như thế? Có được Ngọc Tâm nào? Ngọc Tâm ơi. Dạ cô. Theo Ngọc Tâm thì sao nhỉ? Dạ là do cái như là do cái dòng chảy thì nó sẽ ở dưới cái dòng chảy tạm thời và các thung lũng thì nó sẽ tác động xuống bên dưới. Đúng không còn. Cái này là do gió em. Cái thổi mòn này là do gió. Dạ. Yeah. Chứ không phải là do dòng chảy. Dạ. Yeah. Rồi, cô cảm ơn Tâm ha. Cô mời Minh Hưng nào. Theo Minh Hưng thì tại sao nhỉ? Dạ, thưa cô là con nghĩ là do trước kia thì cái phần mà bị bào mòn ở dưới thì nó giống như là ngập nước hoặc là
cọc nước hoặc là mấy chỗ kia cao quá nó không có ấy thì ở dưới nó bị bào mòn đi cũng chắc chắn. Rồi cô cảm ơn Hưng ha. Vẫn chưa chính xác nhá. Chúng ta nhớ rằng đây là tác động thổi mòn quét mòn của gió chứ nó không liên quan tới nước ở đây. Cô mời Ngọc Linh nào. Cô là theo con á, khi gió nó thổi nó sẽ mang theo cát sỏi đá thì nó đi ngang qua tảng đá nó sẽ bào mòn tảng đá thời gian mà ở sỏi đá nó nặng mà cô, nên cát lúc mà gió nó thổi thì nó sẽ không mang cái sỏi đá cao được nên mấy cái phần trên á nó trên cao á thì ít bị bào mòn hơn so với ở dưới. Rồi. Hiện tượng như vậy. Chính xác. Cô có bên bạn Linh ha, là chúng ta nghe bạn Linh nói rất là rõ đúng không nhỉ? Ở cái đá xoát hình nấm nè, chúng ta thấy rằng nó thường xảy ra ở vùng hoang mạc á. Và khi gió thổi tới một cái khối đá như thế này thì thổi sát mặt đất thì gió sẽ mang theo cát. Đó, như vậy là bên dưới này vừa chịu tác động của gió, vừa chịu tác động ma sát của các lớp đất đá cát ở dưới này. Do đó nó sẽ bào mòn mạnh hơn so với bên ở bên trên. Đó. Chúng ta nhớ bên dưới vừa gió và vừa cát thì nó sẽ bào mòn mạnh hơn so với bên trên. Và theo thời gian thì đến một lúc nào đó bên dưới này nó sẽ bị quét mòn hết toàn bộ và đá xoát hình nấm này nó sẽ bị sụt xuống. Đó, chúng ta để ý chỗ đó ha. Rồi, sang cái hình thức thứ ba nha cả lớp. Đó là xâm thực và mài mòn của sóng biển thì tạo thành những cái dạng địa hình như là hàm ếch nè. Đây, chúng ta nhìn ha, tương tự như cái hàm của con ếch đó, cho nên người ta gọi là hàm ếch. Hoặc là các cái bậc thềm sóng vỗ hoặc là các cái vách biển. Đó. Biển ha cả lớp. Nước biển nè, hàng ngày cứ vỗ vào đất liền thì nó sẽ quét mòn. Đó. Và nếu cứ tiếp tục như thế thì đường bờ biển sẽ bị lấn sâu vào đất liền. Người ta còn gọi đây là già sạt lở bờ biển đó cả lớp. Chúng ta có thể quan sát lại một lần nữa để chúng ta thấy được xâm thực và mài mòn của sóng biển là như thế nào ha. Đó. Việt Nam chúng ta cái dạng địa hình này rất là nhiều, đặc biệt là khu vực miền Trung á cả lớp. Cái sạt lở bờ biển dưới tác động của sóng biển này rất là nhiều luôn, làm cho đường bờ biển là lấn sâu vào trong đất đất liền. Đó. Rồi cuối cùng ha, đó là tác động của băng hà. Băng hà nó chỉ tác động ở những khu vực mà có băng thôi á cả lớp, vùng ôn đới ha, đặc biệt là vùng cực á, thì tạo thành những cái dạng địa hình như là phiô nè. Để tạo được thành cái phiô này á thì khối băng hà ở đây nó phải lớn và nó phải nặng về mặt sắc cạnh ha, thì khi nó di chuyển trên địa hình dốc thì nó sẽ quét sâu xuống đó, tạo thành một cái vịnh hẹp và nước biển sẽ tiến vào thì tạo thành cái vịnh hẹp băng hà hay còn gọi là vịnh phiô. Vùng ôn đới vùng cực là có cái này á cả lớp. Hoặc là cao nguyên băng hà này, hoặc là dòng sông băng. Đó, đây là những cái dạng địa hình dưới tác động của băng hà. Và nhớ là chỉ xảy ra ở các quốc gia có băng hà vĩnh cửu như là các quốc gia vùng cực ha. Đó. Rồi, còn sang quá trình thứ ba là quá trình vận chuyển thì chúng ta quan sát lại cái khái niệm nè. Di chuyển ha, di chuyển vật liệu từ nơi này đến nơi khác. Và cái khoảng cách di chuyển xa hay gần thì nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố ha. Đây, về cái hình thức chúng ta nhớ nè, vật liệu nào mà nhỏ nhẹ thì được động năng ngoại lực cuốn theo. Vật liệu nhỏ nhẹ thì cuốn rất là nhanh và quãng đường di chuyển rất là xa, còn vật liệu lớn và nặng thì chịu tác động thêm của trọng lực, do đó lăn trên bề mặt đất đá và vì vậy thì quãng đường di chuyển sẽ gần. Đó, như vậy là chúng ta để ý nè, quãng đường vận chuyển nó phụ thuộc vào kích thước của vật liệu và vào lực tác dụng, tức là động năng của ngoại lực. Lực lớn, vật liệu nhỏ nhẹ thì quãng đường di chuyển sẽ xa, còn vật liệu lớn và nặng, lực tác dụng yếu thì quãng đường di chuyển sẽ gần. Chúng ta có thể quan sát một số hình ảnh để thấy rõ. Ví dụ như là vật liệu phù sa, nó nhỏ nhẹ, kết hợp với dòng chảy mạnh của sông ngòi thì nó sẽ được vận chuyển ra xa và bồi tụ ở đồng bằng. Còn những cái khối đá này, đó chúng ta để ở hình thứ tư ha, những cái khối đá lớn như thế này, trọng lực lớn đó, trọng lượng lớn
cho nên là cuối cùng nó sẽ lăn và nó và quãng đường di chuyển của nó sẽ thấp, sẽ ngắn ha. Đó là về quá trình vận chuyển nhé cả lớp. À, còn quá trình cuối cùng là quá trình bồi tù, thì chúng ta để ý đây là quá trình tích tù nè, quá trình cuối cùng trong bốn tác động của ngoại lực. À, và cái hình thức thì cũng tùy thuộc vào cái trọng lượng cũng như là cái lực tác dụng á. Nếu đồng năng mà giảm dần, tức là lực tác dụng giảm dần đó cả lớp, dòng chảy của sông ngòi giảm dần chẳng hạn, thì vật liệu sẽ tích tù dần trên đường đi. Còn nếu như mà đồng năng mà giảm một cách đột ngột, dòng chảy sông ngòi mà đang chảy như vậy chẳng hạn, thì chúng ta chặn ngang một cái, tức là nó giảm đột ngột, thì vật liệu sẽ tích tù và phân lớp theo trọng lượng. Theo trọng lượng có nghĩa là vật nặng thì sẽ nằm xuống dưới, còn vật nhỏ nhẹ thì sẽ chìm lên, nổi lên trên. Đó. À, chúng ta để ý ở chỗ này nha. Rồi, và một số cái dạng địa hình bồi tù chúng ta có thể kể tên như, đây, lớp chúng ta quan sát nè. Cồn cát là tác động bồi tù của gió, của sóng biển, của gió ha, của sóng biển. Đồng bằng hoặc là bãi bồi ven sông là tác động bồi tù của sông ngòi. Còn cồn bãi biển nè, hoặc là bãi cát ven biển là tác động bồi tù của sóng biển. Đó, như vậy là mỗi dạng địa hình bồi tù thì có những cái tác nhân ngoài lực khác nhau. Tài ha. Khi xong cái bài số 7 và bài số 8 và bài số 9 đó, thì chúng ta sẽ thấy được là nội lực và ngoại lực là nó có đối nghịch hoàn toàn nhau nè. Ha, nội lực thì có xu thế làm cho bề mặt trái đất chúng ta trở nên gồ ghề hơn, có nơi thì được nâng cao, có nơi thì bị hạ xuống đó. Còn ngoại lực thì lại có xu hướng san bằng những chỗ gồ ghề đó. Mặc dù đối nghịch nhau nhưng luôn tác động đồng thời, để từ đó tạo ra các dạng địa hình trên bề mặt trái đất chúng ta. Đó, đây là mối quan hệ giữa nội lực và ngoại lực ha. Đấy, như vậy là chúng ta xong về cái nội dung từ học ở phần tác động của nội và ngoại lực nè. Nhà, vậy trong cái phần này có chỗ nào chúng ta chưa hiểu không nhỉ? Đáng lẽ là các bạn sẽ đặt thắc mắc đó, đặt câu hỏi thắc mắc cho cô đó, rồi cô mới giải đáp đấy. Nhưng mà cô thấy không có đứa nào thắc mắc hết cả. Dạ, làm hiểu hết cả rồi đúng không? Rồi, bây giờ chúng ta Ngọc An sao em? Rồi, như vậy bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục nha. Cái nội dung tự học tiếp theo ở cái tuần vừa rồi là cái bài thủy quyển đó. Rồi, vậy trong cái bài thủy quyển thì có chỗ nào các em không hiểu không nhỉ? Nào, suy nghĩ một tí xíu nha. Chỗ nào không hiểu thì đặt câu hỏi cho cô ha. Còn nếu như không đặt câu hỏi là coi như là các em hiểu rồi đó. Dạ, đã hiểu cả đúng cả lớp. Đây, mình nhìn lại xem là nội dung này mình đã học chưa nè. Nội dung tự học tuần vừa rồi ha. Như vậy là hiểu cả rồi đúng không? Hiểu cả rồi, thế bây giờ cô hỏi bất kỳ nè. Liên tục hỏi chứ không nói như vừa rồi của cô nói nữa nha. Ủa cô, cái này bài 11 hả cô? Đúng rồi, bài 11 đó. Nhưng mà... cô xin lỗi. Bài 11 là bị mất file đúng không? Các em mở vào không ra đúng không? Dạ. Rồi, vậy bây giờ chúng ta cùng theo dõi nha. Cô sẽ nói lại ha. Về trong cái bài 11 á, thì nội dung chính của chúng ta nè, gồm có hai phần ha cả lớp. Phần thứ nhất là về phần khí quyển, thì có cái phần 1 nhỏ là cấu trúc khí quyển, là phần giảm tải, cho nên mình không học ha. Mình chỉ học phần 2 với phần 3 thôi. Còn trong cái phần 2 lớn thì chúng ta sẽ tìm hiểu về sự phân bổ nhiệt độ không khí nha. Và bây giờ đầu tiên là chúng ta cần phải nắm được khí quyển là gì nè. Thì lớp để ý dùng cô, khí quyển là cái lớp không khí bao quanh trái đất ha. Luôn chịu ảnh hưởng của vũ trụ, mà trước hết là mặt trời. Và như vậy thì khí quyển sẽ có vai trò rất là quan trọng
đối với sự tồn tài và phát triển của con người chúng ta cũng như là các sinh vật trên bề mặt trái đất này. À, đồng thời khí quyển nó là lớp vỏ để bảo vệ trái đất chúng ta. À, rồi về phần 1, cấu trúc khí quyển là phần giảm tải cho nên chúng ta không học nha. Chúng ta sẽ học sang cái phần thứ 2 là về các khối khí. Đó, lần chúng ta có thể sử dụng sách giáo khoa của mình nhé. À, sách giáo khoa các em sẽ ở trang 40 á cả lớp. Các khối khí trên bề mặt trái đất chúng ta được phân bổ như thế nào? Đó, thì chúng ta cùng quan sát ở đây. À, trong tầng đối lưu á cả lớp, chúng ta chỉ nói trong tầng đối lưu thôi nhé, nơi chúng ta đang sinh sống đây nè. À, tùy vĩ độ và bề mặt trái đất là lục địa hay là đại dương mà sẽ hình thành các khối khí khác nhau. Đó, và người ta nói rằng là trên mỗi bán cầu có 4 khối khí chính. Các em vừa nghe cô nói và vừa theo dõi cái hình nha. Để chúng ta thấy được vị trí của 4 khối khí chính trên trái đất chúng ta là như thế nào nè. Khối khí thứ nhất đó là khối khí Bắc Cực và Nam Cực. Ký hiệu là A lớn. Đó, nó ở hai cực của trái đất chúng ta ha cả lớp. Và tính chất của nó là rất lành. Tính chất rất là lành ha. Rồi khối khí thứ hai là khối khí ôn đới. Ký hiệu là P lớn. Ở khu vực ôn đới ha. Và tính chất của nó là lành. Đó. Khối khí thứ ba là khối khí chỉ tuyến, ký hiệu là T lớn. Đó. Và tính chất của nó là rất nóng. Rồi và khối khí thứ tư là khối khí xích đào, ký hiệu là E lớn. Và tính chất của nó là nóng ẩm. Như vậy là trên hình là cô biểu diễn về tên các khối khí và sắp xếp của nó theo thứ tự từ cực tới xích đạo ha. Đó, nhớ là mỗi bán cầu có 4 khối khí chính này. Và ở đây ta đang biểu diễn cả hai bán cầu luôn. Như vậy là theo thứ tự từ cực về xích đạo là A, B, T và E. Đó, đây là 4 khối khí chính trên trái đất chúng ta. Các em cần nhớ được tên, ký hiệu và tính chất của từng khối khí một. Đó. Rồi và các khối khí thì nó không đứng yên nhé cả lớp, mà nó luôn luôn có sự di chuyển. Và khi di chuyển lại gần nhau thì nó có thể tạo thành các kiểu khác nhau hoặc là tạo thành prong. Bây giờ chúng ta sẽ phân biệt các khối khí thành các kiểu khí này. Chúng ta để ý rằng tùy bề mặt trái đất ta là lục địa hay là đại dương mà phân thành hai kiểu. Kiểu hải dương ẩm, ký hiệu là M nhỏ, và kiểu lục địa khô, ký hiệu là chữ C nhỏ. Ví dụ này, ở ba khối khí cực, ôn đới và chỉ tuyến thì mỗi khối khí đều có hai kiểu là lục địa hay là hải dương. Chúng ta để ý ha. Đó, ký hiệu rất là rõ ở đây và tính chất này. Riêng khối khí xích đào E cả lớp thì chỉ có một kiểu, đó là khối khí xích đào hải dương. Ký hiệu là E lớn M nhỏ và tính chất là nóng ẩm. Như vậy là khối khí xích đào không có khối khí xích đào lục địa. Bởi vì nếu như mà kèm theo cái lục địa vô đây thì nó phải là khô. Mà bản chất của khối khí xích đào nó là nóng ẩm. Thì không có một cái gì mà vừa nóng ẩm lại vừa khô được hết cả. Cho nên là riêng khối khí xích đào chỉ chia thành một kiểu duy nhất là kiểu xích đào hải dương thôi. E lớn M nhỏ và nóng ẩm. Đó, cho nên là chúng ta quan sát lại một lần nữa để chúng ta thấy rõ hơn về sự phân bổ thành các kiểu cũng như là các khối khí trên bề mặt đại đất chúng ta. Rồi, như vậy là chúng ta tạm thời dừng lại ở đây nhé cả lớp. Lớp nhớ tự học, nội dung tự học tuần này là bài số 12. Và cô sẽ xem lại cái phần bài số 11 này, cô sẽ gửi kèm cái video của bài 11 vô nhé. Và các em nhớ học lại để hiểu rõ về bài này. Rồi thử 5 là kiểm tra 15 phút nha. Rồi lớp chúng ta thoát ra nghỉ ngơi đi để chiều có học tiết học thì các em học nha. Cô chào các em. Dạ, em chào cô ạ. Nhớ là có nội dung nào không hiểu thì các em ghi lần lại để hỏi cô nhé.
Dạ, không chào cô ạ. Chào cô.